Ngày 25 tháng 2, ông Lâm Tấn Hòa, trưởng ban tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng cho biết, hơn 100 người trong số 191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh đã được cơ quan chức năng đưa trở lại cơ sở. Nói về lý do xảy ra sự việc, ông Hòa cho biết trong quá trình sinh hoạt, một nhóm người tại cơ sở đã xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến đánh nhau, gây thương tích đối với 4 học viên. Lợi dụng tình hình này, một số học viên đã lôi kéo, kích động nhằm trốn ra ngoài. Ông Hòa thông tin, trước khi bỏ trốn, nhóm học viên kích động còn đập phá đồ đạc, đánh cán bộ quản lý và chống lực lượng bảo vệ bằng hung khí. Theo đại diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, vụ bỏ trốn đồng loạt của 191 người nhân nhóm từ trưa ngày 24 tháng 2. Lúc này, nhóm học viên khoảng 20 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, lực lượng công an mời nhóm này lên làm việc, nhưng họ không chấp nhận vì lo sợ bị truy cứu, khiến thời gian ra cơ sở lâu hơn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng chục học viên phá cửa phòng, sau đó mang hung khí đến đập phá một số phòng quản lý, cổng cơ sở, rồi chạy ra ngoài, tản ra những con đường nhỏ và ruộng lúa để bỏ trốn. Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở có 419 học viên, đa số là nam. Một số người dân có nhà gần cơ sở cai nghiện cho biết, khoảng 19 giờ, thì người dân xung quanh đã nghe tiếng đập phá đồ đạc rất lớn, kèm theo tiếng la hét. Lúc này, lực lượng công an đã kêu gọi người dân đóng cửa ở trong nhà. Vài phút sau, hàng chục người bắt đầu dùng đá đập ổ khóa và phá cổng chạy ra đường. Nhóm này chạy đi về tay cầm theo cây, thanh sắt, búa, dao và kêu gọi những người khác bỏ trốn. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra việc số lượng lớn học sinh trốn chạy đồng loạt là do một số học viên quá khích lôi kéo những người khác bỏ trốn gây ra sự hỗn loạn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của cơ sở đã xuống cấp, đang được cải tạo, thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên tới hơn 400 người. Số lượng cán bộ cơ sở còn mỏng, chưa đảm bảo cho công tác quản lý và giáo dục. Trước tình hình trên, thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng để xem xét, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và bàn phương án giải pháp khắc phục sớm hậu quả. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay trở lại cơ sở. Khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 2, ô tô cứu thương của trung tâm y tế huyện Di Linh, Lâm Đồng do tài xế Nguyễn Trung Trực, 56 tuổi, trú tại thị trấn Di Linh điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Bảo Lộc đến huyện Đức Trọng. Khi đến km 139+300 ngã ba Đinh Trang Hòa thuộc địa bàn huyện Di Linh, ô tô cứu thương này va chạm với xe máy biển kiểm soát 29N01844 do ông N, 60 tuổi, ngụ ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm điều khiển. Ông N đang sang đường để về thành phố Bảo Lộc. Hậu quả, người đi xe máy tử vong tại chỗ, còn hai xe bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ở huyện Di Linh đã đến ghi nhận hiện trường, điều tiết giao thông. Cơ quan chức năng cũng đi kiểm tra nhanh, qua đó xác định tài xế Nguyễn Trung Trực không có nồng độ cồn trong hơi thở. Ông Trực cũng âm tính với ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Sáng 25 tháng 2, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Vào 4 giờ sáng cùng ngày, một phụ nữ chạy xe máy trên quốc lộ 1 hướng đi cầu vượt ngã tư Bình Phước đến phường Tam Bình, đoạn trước chợ đầu mối, người phụ nữ va chạm với một phương tiện chưa rõ loại xe chạy cùng chiều. Nạn nhân ngã xuống đường và bị một xe máy khác chạy cùng chiều phía sau tông tử vong tại chỗ. Hai phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ điều tra. Danh tính nạn nhân chưa được xác định do người này không mang theo giấy tờ tùy thân.